Viên này cũng không lời lắm. Hết giá 1 triệu tệ hơi quá đáng đó nha. Cái này có một chiếc vòng tay cao băng. 1 triệu tệ không phải là vấn đề đâu. Cái này theo tôi thấy, vòng tay hết băng còn khó ra đó. Ánh sáng không tệ, nhưng nó không thể đạt được kiểu sức đèn của cao băng được. Chỉ có thể đạt đến cấp nét băng trùng là cao nhất rồi. Tôi nghĩ chỉ là nét sáp trùng thôi. Thôi thế này, 3 vạn tệ bán không? Đại ca, đừng đùa, đây là hàng cao cấp, giá nhập hàng đã là 90 vạn tệ. Bác sĩ, ai diễn còn chưa biết đâu, cái vỏ da này của bạn, nhìn cũng chưa gắn kết lắm, cũng không thể gọi là giá. Tính lùa gà à, quên đi nhé, dưới 5 vạn, đọc con số coi, như vậy đi, tôi sẽ để rẻ cho bác 88 vạn. Tôi nói nhiều như vậy, bạn nghe không lọt lỗ tai à, 4 vạn tệ có chốt không? Chốt, bán. Cái quái gì thế hả? Tôi biết ngay mà. Đây là tôi bán lỗ thôi đó. Đúng đúng đúng, các bạn đều bán lỗ. Các bạn lúc nào cũng lỗ. 4 vạn tệ. Đếm tiền đi. Ok ok ok. Tôi nhớ mặt bạn rồi đó. Tiểu Mập. Nào, cắt một nhát đi. Hôm nay có một vị khách đến từ Uy Hải, Sơn Đông, đặt tôi 2 chiếc vòng tay. Gần 65 tuổi, ngoài ra còn có yêu cầu đặc biệt phải là vòng tay chế tác từ vật liệu vừa mới cắt. Vì thế tôi đã dành một buổi tối để săn tìm và mua vật liệu này về, hy vọng là có thể làm vòng tay để giao cho khách hàng. Viên thô này tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, chắc chắn là có trùng ngọc, chỉ còn cầu trời là thịt ngọc không bị nứt nữa thôi. Vậy nhờ anh em thả một tin để tiếp thêm chút may mắn cho tôi nhé. Rồi, máy chạy. Nhờ anh em ủng hộ, may mắn đã mỉm cười. Vật liệu hôm nay cắt rất thành công. Vị trí làm vòng tay đã được vẽ sẵn rồi. Thịt ngọc rất sạch sẽ và tinh mịn. Cũng có tông màu xanh nhẹ. Trùng ngọc thế này là đạt yêu cầu rồi. Vậy vòng tay thành phẩm sẽ như thế nào? Mời anh em cùng xem nhé.